Chào tất cả mọi người nha. Đây là hoa của cây tam thất củ nha mọi người. Đây, đó, chuyên dùng để hầm gà nha mọi người. Đây, hoa chúng rất là đẹp nha mọi người. Đây, sau khi rụi lá thì gặp một thời gian mưa ẩm chúng sẽ phát triển lên nha mọi người. Hoa rất là đẹp nha mọi người. Đây, mọi người xem nha. Đó. Nhà chúng sẽ gồm 4 cánh luôn nè, đúng rồi, 4 cánh, 2 cánh màu hồng, tím tím, 2 cánh trắng, đây, 1 cánh nhị, đó, và 3 cánh ngoe bên ngoài, đây, đó, 3 cánh ngoe, đây, là 2 bông, có 6 cánh ngoe, đó, đó. Đây là một cụm của tam thất nha mọi người. Đó. Tam thất này thì nó khác với lại tam thất mà mọi người hay uống như nụ hoa tam thất nha mọi người. Rất là khác. Đó.